Okay, so for life là một cái chương trình mà thực ra nó cũng tại Việt Nam này nó chưa làm đâu. Nó chỉ là một cái trên paperwork thôi. Chuẩn bị sẽ bắt đầu trong cuối năm 2014 và bắt đầu chạy vào 2015. Khi mà Hoa Sen mời anh vào làm cái chương trình này thì anh cũng rất là phân vân không biết là mình sẽ làm cái gì để cho các bạn là sinh viên ở đây, để các bạn có một đề tài để dự thi. Có rất là nhiều bên Hoa Sen hỏi là tại sao không sử dụng thương hiệu của mình là Vida, một cái để cho các bạn dạng như là quảng cáo cho cái tên tuổi mình, công ty của mình tại Việt Nam này. Nhưng mà rất tiếc là anh kêu là tại vì anh gắn bó với Vida này, làm những công tác này nhiều hơn, tại vì tại thị trường Việt Nam này thì cái thương hiệu của bên công ty anh không có nhiều, vì bên anh không có tập trung tại Việt Nam mà đa phần là tại châu Âu, nên anh muốn góp sức phát triển cộng đồng tại Việt Nam, và đó là lý do tại sao mà anh chọn cái phi thương mại và chọn cái đề tài này cho các bạn làm. Đối với người anh đang nói về cái basis ở Thụy Điển trước nha. Đối với những người Thụy Điển thì một hàng năm đó thì một người phụ nữ đó thống kê là phải có 19 đôi giày, mỗi người ít nhất là 19 đôi, thì thực ra là họ không mang nhiều và đôi lúc là họ cũng họ muốn cho nhưng mà họ không biết cho đâu. Thì câu này cũng với ID của cổ là cổ đem những cái đôi giày mà những cái người họ không muốn sử dụng nữa, họ đem cho những cái người nào mà cần sử dụng nó hơn. Đó là cái ID cực kỳ đơn giản từ cô này ra. Và khi mà cô này chia sẻ thì bắt đầu tụi anh ngồi lại brainstorm ra cái đường hướng nó phát triển như thế nào và cái cách vận dụng như thế nào. Và tại Việt Nam này thì vì tất cả các bạn đã xem qua những clip này đó, thông thường là về trẻ em rất là nhiều, và đó cũng là một cái mục tiêu của anh khi anh làm công tác tình nguyện cộng đồng tại Việt Nam, thì anh chuyên về trẻ em, về giáo dục, nên khi về Việt Nam thì cái Superfly này nó gắn liền cho trẻ em ở Việt Nam. Về cái quyền bình đẳng trẻ em ở đây, đó là quyền công dân rồi, bắt buộc trẻ em có quyền được đi đến trường. Còn đối với khi mà làm cái Superfly này á, thực ra đúng như lúc các bạn biết là hầu như anh nói là về ID, thì khi về Việt Nam thì nó biến đổi chút xíu là anh chỉ tập trung vào con nít. Cái Superfly anh đặt ra là anh muốn chia sẻ cho những trẻ em nghèo, những em mà ba mẹ họ không có điều kiện để mà giúp, em biết đôi dép mà nó có thể giúp bé khỏi phải dặn những cái mẹ chai hay là gì đó. Đó là thực tế anh thấy, và cái thông điệp của cái Superfly này là anh muốn từ các bạn làm sao đó thể hiện, làm sao nó cho tất cả cộng đồng này ta biết được là thực ra đôi dép đối với mình nhiều lúc nó không có quan trọng, nhưng mà đối với một người nào đó nó cực kỳ quan trọng hơn rất là nhiều. Và mình chia sẻ thông điệp này là mình chia sẻ những cái tình thương lan tỏa ra cộng đồng để mà góp phần cho giúp các em bé nghèo. Đó là thông điệp. Muốn biết là vậy là đối tượng mục tiêu để xem cái video này là ai, là phụ huynh hay là tất cả. Anh nói luôn như thế này, cái này là tai nghe mắt thấy luôn. Đối với anh thì những em bé thì nó không thể nào mà nó đem cho được, cái quyền cho không phải là tụi bé mà là người lớn của mình, không nào. Nhưng mà khi mà vừa rồi anh cứ làm chương trình mà của 1/6 ở Bình Ba, anh đi xin những cái vật dụng mà sách vở rồi nè. Tụi anh tổ chức thu gom tại các trường ở quận 7, hầu như các trường đó, các trường quốc tế là nhiều, tại anh làm việc thì anh quen nhiều. Khi mà tụi anh đem tới để cái bàn như thế này á, một cái nhìn chung của tụi anh á, các bé là người tự nói với ba mẹ là cho và tự cho, chứ không phải là người ba mẹ nữa, là một cái mà anh cực kỳ ngạc nhiên. Tại anh kêu wow, được cái môi trường nó tốt quá thì các bé cũng sẽ là cái người tự nói à được. Đương nhiên các bé sẽ được các thầy cô trong lớp đã nói trước rồi, hôm đó là có những cái chương trình như vậy, các con có những cái sách vở truyện là không đọc ở nhà, con đem cho các bạn
thì cũng đã nói trước, nhưng mà thực ra khi nghe những cái câu chuyện mà bé đối thoại với những người mẹ và thậm chí nó nói tiếng Anh với những cái người mà không phải người Việt, ba không phải người Việt, thì mình biết được là những đứa trẻ này nó cũng có cái tính cho trong đó rồi. Thì trong cái phần thông điệp này đó, thì đương nhiên mình sẽ mình nói giáo dục thì hơi lớn quá, nhưng mà mình chỉ nói là mình làm cách nào đó để mình từ già trẻ bé lớn gì bị sau nó touch được trong cái tim của họ và họ sẵn sàng họ chia sẻ. Đó là cái mà anh rất muốn, nói chung là càng lan rộng ra càng là tốt hơn đó.